rất hấp dẫn, rất kịch tính. Đường chạy 100m luôn luôn là đường chạy hấp dẫn nhất của môn điền kinh. 200m và 100m, hai đường chạy. Ngọc Nghĩa. Nào, chúng ta đang nhìn thấy những bước chạy cuối cùng. Ngân Ngọc Nghĩa. Ngân Ngọc Nghĩa đâu? Ngân Ngọc Nghĩa vẫn lại không bảo vệ được tấm huy chương vàng 200m nam của mình. Vâng, như vậy là Ngân Nghĩa đã mất cả hai tấm huy chương vàng nội dung 100m và 200m. Chúng ta lại đang hồi hộp để xem rằng Ngân Ngọc Nghĩa có tranh được huy chương bạc như ở nội dung 100m không. Thành tích 21:06 không phải là một thành tích quá cao. Nếu như đúng như anh Đặng Việt Cường vừa mới nói, thành tích của Ngân Ngọc Nghĩa năm ngoái ở giải vô địch quốc gia là 20:92 là thành tích cao thứ hai, chỉ sau kỷ lục quốc gia của Lê Trọng Hinh là 20:89. Vâng, có 3% thôi. Nhưng hôm nay một ngày đẹp trời như thế này, thành tích của các vận động viên chưa được tương xứng. 21:55 theo đồng hồ chính thức, thời gian chính thức được công nhận Bùi Văn Nghiêm quân đội. Như vậy lại có một nhà vô địch mới. Vận động Bùi Văn Nghiêm là cũng không phải vận động viên trẻ, anh sinh năm 1995, tức là 26 tuổi rồi. Ngân Ngọc Nghĩa thì là 21 tuổi và Nghiêm Đình Vũ là 18 tuổi. Chúng ta xem Nghiêm Đình Vũ sẽ là bao nhiêu nhỉ? Ngân Ngọc Nghĩa hết sức cố gắng nhưng mà cũng không thể thành công. Chúng tôi vẫn đang nói đến yếu tố tần số và sức mạnh, đúng không ạ? Ở nội dung, ở cái nhóm nội dung tốc độ, rõ ràng các bạn nhìn thấy tần số của nam với lại nữ thì tốc độ chênh khá lớn.